trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Binh sĩ Ukraine sống sót kể lại chiến dịch chiếm đảo bất thành ở Kherson. Châu Âu thiếu trầm trọng nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị theo dõi. Truyền hình quân đội Nga vừa qua công bố hình ảnh cuộc phỏng vấn anh Yevgeny Gorin đặc nhiệm Ukraine tham gia cuộc đổ bộ lên đảo Tendrovskaya ở tỉnh Kherson. Đây cũng là người duy nhất sống sót trong chiến dịch chiếm đảo thất bại, khiến ít nhất là 25 quân nhân tinh nhuệ của Ukraine thiệt mạng. Anh Gorin nhớ lại và chia sẻ, chúng tôi triển khai trên 5 xuồng cao tốc, mỗi chiếc chở theo 5 binh sĩ đặc nhiệm và 3 thành viên kíp lái. Kế hoạch ban đầu là sử dụng hỏa lực từ 10 khẩu đại liên gắn ở mũi xuồng để chế áp lực lượng phòng thủ và đột kích chớp nhoáng lên bờ biển. Ba xuồng được yêu cầu lập đội hình khi cách đảo khoảng 1 km nhưng hiệp đồng tác chiến không tốt trong đêm khiến họ chỉ tập hợp được khi cách bờ biển khoảng 300 mét. Nhóm binh sĩ Ukraine dự kiến bắn phá ngọn hải đăng trên đảo Tendrovskaya từ khoảng cách 200 mét nhằm loại bỏ binh sĩ Nga tại đây. Anh Gorin nói, đại liên Browning 12,7mm trên chiếc xuồng giữa đội hình bắt đầu khai hỏa. Tuy nhiên, lực lượng Nga trên đảo bắn trả khiến hộp tiếp đạn 250 viên của nó trúng đạn và bốc cháy. Chỉ huy ra lệnh rút lui khi chúng tôi còn cách bờ biển khoảng 100 mét các xuồng cao tốc ukraine phải hứng chịu hỏa lực bắn chéo cánh của lực lượng phòng thủ đặc nhiệm ukraine nhớ lại và chia sẻ nhiều đồng đội hét lên rằng tôi bị thương rồi một viên đạn bắn trúng mũ bảo hiểm của tôi và làm rơi chụp bảo vệ tay gorin nhảy xuống biển sau khi xạ thủ súng máy bị thương rồi cố bơi đến một chiếc xuồng gần đó anh kích hoạt đèn que dạ quang để phát tín hiệu cho đồng đội nhưng nhận ra điều này càng giúp binh sĩ nga dễ ngắm bắn hơn anh gorin cho hay tôi chắc chắn sẽ không thể sống sót nếu tiếp tục di chuyển theo hướng đó, nên quyết định quay đầu về phía bờ biển và liên tục hô, đừng bắn, tôi đầu hàng. Chiến dịch đổ bộ chiếm đảo Tendrovskaya được tiến hành bởi Trung tâm Tác chiến hàng hải đặc biệt số 73, đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Ukraine và chuyên thực hiện các chiến dịch tập kích bí mật bằng đường biển. Quân đội Ukraine xác nhận thông tin thành viên của Trung tâm số 73 thiệt mạng trong giao tranh với Nga, song không nêu rõ vị trí và khẳng định các binh sĩ Ukraine bám trụ tới phút cuối trong quá trình sơ tán lực lượng chủ lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Đây được coi là thương vong nặng nề nhất với lực lượng đặc nhiệm Ukraine trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, giới phân tích quốc phòng từng nhận xét rằng Ukraine càng gặt hái thành công trên chiến trường thì Nga càng trở nên khó dự đoán, có thể tung ra những đòn bất ngờ nhằm giành lấy thế chủ động. Nhưng sau 2 năm xung đột, cục diện đã thay đổi. Hiện nay, quân đội Ukraine rơi vào thế yếu Ơn tổng tư lệnh quân đội nước này, tướng Oleksandr Shishky, phản ánh tình hình dọc chiến tuyến hai nước là căng thẳng và khó khăn đối với Ukraine. Thông tin này xuất hiện giữa lúc phương Tây quan ngại sâu sắc về tình trạng quân đội Ukraine thiếu vũ khí đạn dược một cách nghiêm trọng, còn viễn cảnh phương Tây viện trợ thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine còn rất xa vời. Hiện Nga đang đo đếm các thành quả của mình trên thực địa, với việc chiếm được thị trấn công nghiệp Adipka ở Donetsk cùng với một số khu định cư xung quanh kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, đa tiến của quân đội Nga cũng có thể tạo nguy hiểm cho chính Moscow khi tình cảnh thê lương của binh sĩ Ukraine có khả năng khiến cho các bên hậu thuẫn cho Ukraine và muốn đánh bại Nga trên chiến trường đi tới chỗ quyết tâm trao cho Ukraine mọi thứ cần thiết để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Trong bối cảnh Ukraine đang thụt lùi trên chiến trường, giới phân tích cho rằng chính Nga đang đối mặt với khả năng phương Tây muốn bù đắp gấp cho Ukraine bằng cách trao cho nước này các hệ thống vũ khí tiên tiến, tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Khi ấy, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn và nguy hiểm hơn đối với Nga. Giới phân tích gọi tình huống này là nghịch lý leo thang. Nghịch lý leo thang đã được chứng minh sống động bằng tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ khả năng đưa quân NATO vào tham chiến tại Ukraine. Mặc dù ông Macron nói rõ ràng rằng chưa có sự đồng thuận về vấn đề này trong các lãnh đạo châu Âu và quan chức Mỹ, Canada tham gia hội nghị về Ukraine ở Paris hôm 26 tháng 2 vừa qua, ý kiến của ông đã làm xôn xao dư luận. Bình luận của Tổng thống Macron đã khiến nhiều nước NATO phải vội vã phủ nhận khả năng đó, còn Điện Kremlin thì cảnh báo nếu NATO điều quân bộ vào Ukraine, xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ không thể tránh khỏi. Tổng thống Nga Putin đã thể hiện lời cảnh báo đó rõ ràng hơn trong thông điệp liên bang của mình tại Moscow vào hôm 29 tháng 2 ông nhắc tới nguy cơ xung đột hạt nhân với phương Tây nếu NATO đưa quân vào Ukraine. Tình trạng thiếu thuốc súng đang cản trở châu Âu trong nỗ lực cung cấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sau cuộc họp với các đồng minh của Ukraine ở Paris rằng chúng ta đều ý thức được nhu cầu bức thiết trước tình trạng khan hiếm một số nguyên liệu, đặc biệt là thuốc súng. Ông nói thuốc súng đang thực sự khan hiếm. Châu Âu có rất ít nhà sản xuất thuốc súng theo Jean-Paul Mauni phó giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế IRIS của Pháp. Trong số các công ty này có Orenco tại Pháp, Bỉ và Thụy Điển. Nitrochemi ở Đức và Thụy Sĩ, Mauni cho hay nhiều quốc gia đang thúc đẩy đưa dây chuyền sản xuất về trong nước. Ông nói thêm, cái khó nhất là sản lượng. Thierry Breton, Ủy viên Thị trường Nội địa EU, ngày 1 tháng 3 cho hay EU đang gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu thô phục vụ sản xuất thuốc súng. Ông nói, sản xuất thuốc súng cần một loại bông đặc thù, chủ yếu trồng ở Trung Quốc. Cellulose nitrat là nguyên liệu chính dùng trong sản xuất thuốc súng có nguồn gốc từ sợi bông có trong cây bông vải. Vài tháng trước, nguồn cung bông từ Trung Quốc bất ngờ gián đoạn. Ông nói thêm, các nước Bắc Âu đã tìm ra chất thay thế cho bông Trung Quốc. Họ đang đổi mới cung cách sản xuất để đáp ứng nhu cầu thuốc súng. Trước đó, chuyên gia an ninh người Đức Nicoles nhận xét rằng hy vọng kết thúc nhanh chóng xung đột ở Ukraine thông qua việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Kiev và áp đặt trừng phạt Nga đã không thành hiện thực nhất là trong bối cảnh châu âu đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất vũ khí các quan chức quân sự châu âu cũng như nhiều nhà phân tích đều lo ngại về tình trạng thiếu đạn dược thiết bị mới và năng lực sản xuất vũ khí hiện tại ở lục địa ra ông lench đánh giá rằng bước đầu của thay đổi trong chiến lược đang diễn ra điều này được tạo động lực bởi tình hình quân sự ở ukraine và các phân tích từ quân đội phương tây tiềm năng gian đe quân sự của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato có liên hệ chặt chẽ với việc hỗ trợ ukraine Năm 2023, Liên minh châu Âu EU cam kết sẽ cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3. Lời hứa đó đã không được thực hiện. Tuy nhiên, theo DVK, Ukraine không phải là nước duy nhất cần khẩn cấp những nguồn cung cấp này. Kho đạn dược của các nước thành viên NATO cũng đã cạn kiệt. Theo ông Gustav Gresen tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu ECFR cho biết chiến lược cung cấp cho Ukraine chủ yếu các loại vũ khí quen thuộc do Liên Xô sản xuất từ kho dự trữ của các quốc gia Đông Âu đang đi đến hồi kết vì đơn giản là không còn gì cả. Theo ông, việc sản xuất vũ khí phải được tăng cường oạt ạt cho cả Ukraine và các nước thành viên NATO ở châu Âu. Cơ quan y tế Gaza đã lên án vụ tấn công kinh hoàng ở thành phố Gaza thuộc phía bắc giải Gaza vào ngày 29 tháng 2. Cơ quan y tế Gaza đã cáo buộc binh sĩ Israel nổ súng vào những người Palestine khi đang chờ các xe tải chở hàng viện trợ ở thành phố Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng nhiều người Palestine bị thương do xô đẩy và dẫm đạp và binh sĩ Israel cũng đã nổ súng vào đám đông đang di chuyển trong khu vực theo cách gây nguy hiểm cho họ, theo tờ The Times of Israel. Sau đó, Mỹ đã không ủng hộ một tuyên bố được đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm cáo buộc lực lượng Israel nổ súng vào những người Palestine đang chờ hàng viện trợ. Theo đó, Ít nhất 112 người đã được xác định tử vong và hơn 760 người bị thương tại giải Gaza sau cuộc tấn công đồng thời của máy bay chiến đấu và xe tăng Israel nhằm vào một đám đông hàng nghìn người Palestine đang tập trung tại một điểm phân phối đồ cứu trợ ở quảng trường Nabunsi, phía bắc Gaza. Toàn bộ thương vong đều là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ nước này, IDF, nói rằng hành động tấn công của IDF chỉ khiến hơn 10 người thương vong trong vụ việc tại Nabunsi. Phần lớn số thương vong thực tế là do việc dẫm đạp trong đám đông gây ra, bên cạnh hành vi nổ súng bừa bãi của một số tay súng trong khu vực. Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel và Nabunsi sáng qua. Thông báo chiều qua của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc quân đội Israel tấn công đám đông dân thường đang nhận đồ cứu tế là tội ác đáng hổ thẹn, đồng thời là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật về quyền con người. Bộ Ngoại giao Ai Cập một lần nữa kêu gọi các bên quốc tế liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức can thiệp nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng vụ tấn công hàng loạt trên sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Hamas-Israel đã kéo dài gần 5 tháng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin về chính xác những gì đã xảy ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên án vụ việc trên, cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ngoài việc lên án, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc, Tây Ban Nha và Ý còn kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong xung đột Hamas-Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố kế hoạch quân đội thực hiện đợt thả hàng viện trợ bằng máy bay đầu tiên xuống giải Gaza. Ông Biden còn nói rằng Mỹ cũng đang xem xét khả năng thiết lập một hành lang hàng hải để chuyển một lượng lớn viện trợ vào Gaza. Giới chức cho hay, các đợt thả hàng viện trợ của Mỹ có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này. Dù chưa rõ loại máy bay nào sẽ được sử dụng Nhưng C-17 và C-130 là phù hợp nhất cho công việc này Một số quốc gia khác Trong đó có Jordani và Pháp Cũng đã tiến hành thả hàng viện trợ xuống Gaza Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Ít nhất 576.000 người ở giải Gaza Khoảng 25% dân số của vùng đất này Chỉ còn một bước nữa là đến nạn đói Nhiều người ở Gaza đã phải ăn thức ăn chăn nuôi Và thậm chí cả xương rồng để sống sót và bác sĩ báo động trẻ em đang chết trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, theo Reuters. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho hay họ phải đối mặt với những trở ngại quá lớn trong việc có được viện trợ. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đợt thả hàng viện trợ từ máy bay sẽ chỉ có tác động hạn chế đến tình trạng đau khổ hiện nay của người dân ở Gaza. Tuy nhiên, vị quan chức khẳng định việc đó không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ và nhấn mạnh rằng chỉ có việc mở cửa biên giới trên đất liền mới có thể giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Đồng thời lưu ý một vấn đề khác là Mỹ không thể đảm bảo rằng hàng viện trợ không đến tay Hamas vì Mỹ không có binh sĩ ở Gaza. Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng thừa nhận rằng việc hàng viện trợ từ máy bay xuống Gaza là cực kỳ khó khăn vì dân số đông đúc và xung đột đang diễn ra. Mỹ trong nhiều tháng đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza nhưng Israel đã phản đối, theo Reuters. Ông Kirby lưu ý rằng Israel đã cố gắng tháng tiếp tế xuống Gaza và nước này ủng hộ kế hoạch thả hàng viện trợ của mỹ